Kính thưa Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân, kính thưa Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, kính thưa anh Nguyễn Văn Lạng, anh Chu Hảo, kính thưa Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao anh Phạm Đại Dương, kính thưa ông Tham tán Công sứ Nhật Bản Hideo Suzuki, kính thưa ông Tổng Giám đốc Hitachi Solution ông Kaichiro Sakuma, ông Tổng Giám đốc Sony SDNA ông Nakamura Toshinori và lãnh đạo các tập đoàn đối tác Nhật Bản. Thưa các bạn lãnh đạo trong tập đoàn, các bạn FPT Software và tất cả các vị quý khách. Vừa rồi tôi có dịp được đưa anh Chu Hảo đi thăm khu Fville và chúng tôi nhớ lại những cái kỷ niệm, những cái ước mơ mà chúng tôi đã có bắt đầu từ 20 năm trước. Chúng tôi đã đến thăm các cái trung tâm công nghệ cao theo phân nhiệm của Bộ, đến thăm các khu ở Đài Loan, ở Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới, và chúng tôi đã ước mơ có một cái khu công nghệ cao của quốc gia. Chúng tôi ước mơ một cái môi trường rất là đẹp và rất là tốt để trở thành cái trung tâm của trí tuệ của đất nước, trung tâm của khoa học và công nghệ và đi cùng với thời đại. Chúng tôi mơ ước là có những cái trường đại học, có những cái phòng thí nghiệm, có những cái trung tâm nghiên cứu với cái tiếp cận với công nghệ của thế giới. Chúng tôi mơ ước về có hàng ngàn, hàng vạn các bạn trẻ từ các làng quê Việt Nam, từ các vùng sâu, vùng xa, có cơ hội để được học tập và được làm công nghệ cao. Và hôm nay, với cái lòng hân hoan, tôi xin cảm ơn tất cả các vị khách quý, các vị đại biểu đi từ xa xôi đến đây, cũng như là từ khắp mọi nơi đến đây để chia sẻ cái một điểm son trong cái giấc mơ của chúng tôi. Sự hiện diện của các quý vị là làm cho chúng tôi rất là vui sướng, cho những công sức, những mồ hôi nước mắt của những cái vị lãnh đạo, của anh Đặng Hữu, của anh Chu Hảo, của anh Nguyễn Văn Lạng, của anh Dương, đã cùng với rất nhiều những người khác đã trong hàng chục năm qua đã đóng góp để chúng ta có cái buổi khai trương ngày hôm nay. Và cái lễ khai trương hôm nay lại vào cái năm mà Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Bộ Công Thương Meti đã đi ngay từ những ngày đầu để mà xây dựng và có một cái tài trợ rất là to lớn, gần 1 tỷ USD để phát triển khu công nghệ cao này. Sáng nay tôi có dịp nói chuyện với bác Tổng Giám đốc của Hitachi Solution Sakuma, và bác đã nói rằng cái quan hệ của hai công ty ấy, dựa trên cái niềm tin, và tiếp tục sẽ dựa trên cái niềm tin này trong một tương lai dài hơn, và dự kiến khối lượng công việc làm hai bên sẽ tăng lên 5 lần trong thời gian tới. Nhân dịp này tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến những đối hàng rất là quý báu và thân thiết của tập đoàn FPT. Các bác đã tin tưởng vào các bạn trẻ của FPT và các bác đã giúp đỡ để cho chúng tôi có thể có được cái kết quả như ngày hôm nay. Xin gửi đến các bác lời cảm ơn trân trọng nhất. Để kết thúc, tôi cũng nói là giấc mơ vẫn còn đang tiếp diễn, và giấc mơ tiếp theo là trong 3 năm tới chúng ta sẽ có 3 cái khu to gấp 3 như thế này, và chúng tôi sẽ ngay sau đây sẽ bắt đầu xây dựng để có thể tiếp nhận độ khoảng 5.000 công việc trong 3 năm tới. Đến năm 2020 thì tập đoàn FPT ước mơ là sẽ có 100.000 sinh viên, tức là chúng tôi chuẩn bị cho công ăn việc làm cho khoảng 85.000 người nữa. Và cũng vào khoảng năm 2020 thì trường đại học FPT đã trở thành một trường đại học mega, tức là có khoảng 100.000 sinh viên.
và rất đông các bạn đấy có hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Nhật. Lời cuối cùng là rất hy vọng hôm nay các anh lãnh đạo đã đến đây, các vị khách quý có mặt hôm nay thì tiếp tục giúp đỡ như các quý vị đã từng giúp đỡ trong quá khứ để cái giấc mơ 100.000 người thanh niên có cơ hội tiếp cận với công nghệ cao sẽ thành hiện thực. Xin trân trọng cảm ơn. Arigato gozaimasu.